Cuối cùng đó là mô hình đa thương hiệu. Thì đây là mô hình được tạo dựng đồng thời bởi cả thương hiệu gia đình và thương hiệu cá biệt, thậm chí là cả thương hiệu địa điểm nữa. Và cái đặc điểm lớn nhất của cái mô hình đa thương hiệu này đó là nó khai thác được cái lợi thế của mô hình thương hiệu cá biệt mà lại vừa khắc phục được cái nhược điểm của mô hình xây dựng thương hiệu gia đình. Và trên mặt bản chất thì mô hình xây dựng đa thương hiệu ấy thì có thể được thực hiện theo cách đó là tạo ra cái việc kết hợp song song hoặc là bất song song. Với lại cái việc kết hợp song song thì có nghĩa là bạn tạo ra sự thể hiện và vai trò của thương hiệu gia đình và thương hiệu cá biệt gần như là như nhau. Ví dụ như là bạn có thể thấy những cái thương hiệu lớn như là Honda Super Dream này hay là Suzuki Viva này thì cái người tiêu dùng ấy có thể biết đến là thương hiệu Honda hoặc là biết đến thương hiệu Super Dream hoặc là cả Honda Super Dream. Ngoài ra thì cách kết hợp song song cũng được thể hiện rất là rõ khi mà bạn kết hợp giữa thương hiệu gia đình và cái thương hiệu địa điểm. Chẳng hạn như là tại Việt Nam này, tất cả những doanh nghiệp thuộc tổng công ty thủy tinh và gốm xứ đều sử dụng thương hiệu đó là Vigracera cho các sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, từng những cái doanh nghiệp thành viên doanh nghiệp được nhượng quyền ấy lại có những cái thương hiệu của riêng mình, ví dụ như là Vigracera Hạ Long, Vigracera Thanh Trì, Vigracera Bắc Ninh. Trong những cái trường hợp này ấy, thì vai trò của Vigracera và Hạ Long được đặt ngang nhau. Chúng có tác dụng hỗ trợ và bổ sung cho nhau, tạo ra những cái liên tưởng qua lại, nhưng vấn đề là nó vẫn có thể nhận dạng rõ nét và riêng biệt trong mỗi cái loại sản phẩm mang cái thương hiệu đó. Thứ hai đó là cách kết hợp bất song song, đó là dạng kết hợp trong đó mà một thương hiệu hoặc là công ty hoặc là sản phẩm được thể hiện rõ hơn, mang tính chủ đạo hơn so với thương hiệu còn lại, và cái thương hiệu còn lại đó sẽ chỉ đóng vai trò là cái thương hiệu bổ sung hoặc là hỗ trợ thôi. Ví dụ như là một cái dạng thương hiệu đó là thương hiệu cá biệt sẽ mang tính chủ đạo, còn thương hiệu gia đình sẽ đóng vai trò hỗ trợ, thì trường hợp này thì thương hiệu cá biệt sẽ được nhấn mạnh và chú trọng hơn là thương hiệu công ty. Ví dụ như là những cái thương hiệu như là Vinilux ấy, hay là Mika của Vinamilk ấy, hay là thương hiệu Nescafe, Nesty, hay của thương hiệu Nestle, hay là Omo Comfort của Unilever, bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều trong thực tế, đúng không ạ? Thì cái kiểu kết hợp này ấy, thì đang được rất là nhiều những công ty và tập đoàn lớn áp dụng. Bởi vì sao? Bởi vì họ có đủ nguồn lực và đủ tiền để build cả hai cái thương hiệu, cả thương hiệu tập đoàn và cả thương hiệu sản phẩm. Và thường cái mô hình này nó sẽ không phù hợp với lại những công ty có quy mô nhỏ. Ok? Thì trong thực tế, người ta cũng có thể áp dụng cái sự hoán vị từng bước của hai cái dạng kết hợp bất song song và song song theo kiểu tiến lùi. Nghĩa là một trong hai thương hiệu dần 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 giữ vai trò chủ đạo, trong khi thương hiệu kia lùi dần lại phía sau với vai trò là hỗ trợ bổ sung và ngược lại. Chẳng hạn như là bánh choco pie và custard của thương hiệu Orion nhé. Ban đầu ấy, khi mà họ ra thị trường thì Orion lùi phía sau để hỗ trợ cho choco pie và custard chiếm cái vị trí chủ đạo. Nhưng nhận thấy cái sự xuất hiện của quá nhiều hàng giả và những cái hàng hóa nó sẽ gây nhầm lẫn về mặt thương hiệu, nên lúc đó Orion đã dùng cái kiểu kết hợp bất song song tiến lùi để dần dần đưa vai trò của Orion lên cao hơn, khẳng định cái đẳng cấp và thu hút cái sự chú ý của người tiêu dùng. Hoặc là cái trường hợp của thương hiệu kem mua được công ty Kinh Đô mua lại từ thương hiệu Unilever, một cái tập đoàn đa quốc gia, thì cái công ty Kinh Đô ban đầu ấy đã áp dụng cái kiểu chiến lược tiến lùi là đưa cái uy tín của thương hiệu kem mua về với thương hiệu Kinh Đô nhằm thay thế bởi một thương hiệu khác. Bằng cách nào? Bằng cách ban đầu nhé, trên sản phẩm của thương hiệu kem mua thì thương hiệu kem mua được thể rất là to rõ và chiếm vị trí chủ đạo, trong khi thương hiệu Kinh Đô chỉ nắm một cái vị trí rất là khiêm tốn như là một cái thương hiệu hỗ trợ mà thôi. Và càng ngày thì thương hiệu Kinh Đô càng được nổi bật hơn trên cái sản phẩm kem mua, và nhờ vậy mà thương hiệu kem mua sẽ dần dần lùi lại, để đến một lúc nhất định Kinh Đô đã thay thế thương hiệu kem mua bằng chính cái thương hiệu của mình, đó là thương hiệu Kido, và thương hiệu Kido lại dần dần được đẩy nó to lên, đến khi mà người tiêu dùng đã biết và thân thuộc thì thương hiệu Kido lại được thu nhỏ lại và thay thế bằng thương hiệu sản phẩm, đó thương hiệu Merino. Đây chính là thương hiệu mà bạn nhìn thấy rõ nhất bây giờ, bởi vì nó đã trải qua một cái quá trình xây dựng cái chiến lược rất là dài hơi như vậy. Vì như vậy nên là ưu điểm của cái loại mô hình đa thương hiệu đó là khai thác được cái lợi thế và uy tín của thương hiệu gia đình nhằm khuếch trương cho những cái thương hiệu cá biệt. Thứ hai đó là
khi mà một cái thương hiệu cá biệt nào đó nổi tiếng ấy thì sẽ kích thích được người tiêu dùng tìm hiểu và biết đến cái thương hiệu gia đình. Thứ ba đó là góp hạn chế cái rủi ro nếu một cái thương hiệu cá biệt nào đó gặp sự cố. Thì cái sự tác động tương hỗ giữa cái thương hiệu cá biệt và thương hiệu gia đình trong cái mô hình đa thương hiệu thì mang lại một cái hiệu quả rất là cao trong cái việc phát triển doanh nghiệp. Và thực tế ở Việt Nam thì nhận thấy những cái xe máy UEFA khi mà đưa ra thị trường ấy thì có rất là nhiều những cái vấn đề bàn luận. Thế nhưng nhờ cái uy tín của Honda mà những cái sản phẩm mang thương hiệu này đã nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. Ngay cả trong trường hợp xe UEFA không được chấp nhận thì điều đó cũng gần như là không ảnh hưởng gì nhiều đến những thương hiệu như là thương hiệu xe Super Dream, thương hiệu xe Future của hãng Honda. Còn cái hạn chế của nó ấy, thì đương nhiên rồi, cái việc mà bạn xây dựng song song giữa cả mô hình gia đình và mô hình cá biệt đòi hỏi bạn phải đầu tư cho thương hiệu rất là lớn do có nhiều thương hiệu, và đương nhiên là rất là khó để phù hợp với những cái doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Và thứ hai đó là cái sự phát triển của nhiều thương hiệu cũng đòi hỏi cái đội ngũ nhân viên và quản trị thương hiệu phải rất là đông đảo và sáng giỏi.